Xin chào anh em, rất vui khi được quay lại với anh em trong video này của Tân Tân Channel. Và mấy ngày nay thì Yến nhận được rất là nhiều những câu hỏi và thắc mắc của anh em về vấn đề sửa chữa và bảo hành đồng hồ. Đi kèm với đó là một số những câu hỏi liên quan đến mặt kính đồng hồ. Vì đây là một trong số những bộ phận quan trọng giúp giữ cho mặt số đồng hồ luôn trông như mới. Nên hôm nay thì anh em hãy cùng với Yến tìm hiểu về việc đánh bóng mặt kính và nơi nào tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp dịch vụ đánh bóng mặt kính đồng hồ và những dịch vụ sửa chữa chính hãng khác tại Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại kính đồng hồ, tuy nhiên nhìn chung thì có thể chia thành hai nhóm cơ bản. Một nhóm sử dụng kính cường lực hay kính cứng và nhóm đồng hồ còn lại sử dụng kính sapphire cao cấp. Hai loại kính này cũng có những ưu và khuyết điểm khác nhau. Như cái tên đã nói thì kính cường lực thường có khả năng chịu lực tốt, khó vỡ khi đồng hồ của anh em bị va chạm. Tuy nhiên, điểm yếu của loại kính này đó là thường rất dễ bị trầy xước. Vì thế nếu mà anh em không cẩn thận khi chúng ta đeo thì có thể khiến mặt kính đồng hồ bị trầy, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của cả chiếc đồng hồ. Chính vì khả năng chịu lực tốt, kính cường lực thường được sử dụng trên các mẫu đồng hồ thể thao và phù hợp với những ai mà chúng ta thường xuyên vận động hoặc là đeo trong môi trường dễ va chạm. Ngược lại với kính sapphire, đây được xem là loại kính cao cấp hơn với khả năng hạn chế trầy xước rất là tốt. Tuy nhiên loại kính này lại khá giòn và dễ vỡ, vì thế nếu mà anh em để đồng hồ va chạm mạnh thì nguy cơ mặt kính bị vỡ là khá cao. Do những điểm mạnh và yếu đặc trưng của từng loại kính như thế này mà kính sapphire thường được sử dụng trên những chiếc đồng hồ sang trọng, có thiết kế thanh mảnh và tinh tế. Những chiếc đồng hồ này cũng phù hợp với những anh em nào chúng ta làm văn phòng, ít di chuyển, cần một chiếc đồng hồ để tôn lên vẻ đẹp bản thân hay là để xây dựng hình ảnh với bạn bè và đồng nghiệp của mình. Các bạn thân mến, về giá cả thì kính sapphire thường có giá cao hơn so với kính cường lực. Vậy câu hỏi đặt ra là hai loại kính này đều có thể đánh bóng được hay là không? Câu trả lời là chúng ta chỉ có mỗi kính cường lực là có thể đánh bóng được thôi các bạn nhé. Vậy thì quá trình đánh bóng kính cường lực sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Tùy thuộc vào mức độ vết xước mà chúng ta sẽ có những cách xử lý khác nhau. Nếu mà vết xước trên mặt số đồng hồ của anh em quá sâu thì mặt kính cường lực cần phải đi thay mới bởi vì là không thể nào đánh bóng được. Quy trình xử lý vết xước trên mặt kính đồng hồ gồm có 5 bước như sau. Bước đầu tiên là cụm bộ máy đồng hồ cần được lấy ra khỏi vỏ. Sau đó thì toàn bộ đồng hồ sẽ được bao bọc bằng băng keo chuyên dụng hoặc là vải mềm chỉ để lộ phần mặt kính, để tránh việc đánh bóng đồng hồ gây ảnh hưởng đến những bộ phận xung quanh như là vỏ hoặc là dây. Ở bước thứ hai, hệ thống đánh bóng đồng hồ sẽ được cẩn thận khởi động. Bánh xe đánh bóng sẽ được lắp vào trục của máy. Chiếc đồng hồ sau đó sẽ được phủ một lớp phấn đánh bóng mỏng và được tiến hành cho tiếp xúc với bánh xe đánh bóng. Sang bước thứ 3, trong lúc đánh bóng thì đồng hồ cần phải được thường xuyên chuyển các góc độ cho những vị trí cần làm sáng hoặc loại bỏ vết trầy để giúp việc đánh bóng hiệu quả hơn. Người thợ cần phải tăng giảm áp suất giữa bánh xe và mặt kính một cách phù hợp. Ở bước 4, trong trường hợp nếu mà mặt kính nóng quá thì cần phải tạm dừng việc đánh bóng lại để nguội rồi chúng ta mới tiến hành tiếp được, hoặc là người thợ có thể bôi thêm một lớp dầu chống nóng để giúp giảm nhiệt độ trên bề mặt tiếp xúc của kính. Và cuối cùng bước thứ 5, việc đánh bóng thực sự dừng lại khi mà toàn bộ quy trình đã được hoàn thiện. Sau đó đồng hồ sẽ được đặt vào một máy rung để làm sạch hoàn toàn các bụi bẩn bám ở trong các khe hở và được rửa sạch bằng dung dịch làm sạch một lần nữa. Cuối cùng chiếc đồng hồ sẽ được lau lại bằng khăn sạch. Dụng cụ sửa chữa thông thường, một tiệm đồng hồ uy tín cần được trang bị những máy sau. Đồng hồ cơ thường gặp vấn đề về độ chính xác, mỗi bộ máy đồng hồ cơ lại có độ sai số khác nhau. Trong quá trình sử dụng, những chiếc đồng hồ cơ gặp trục trặc có thể hiển thị sai giờ,
chạy nhanh so với thời gian hiện tại hoặc là quá chậm. Vì thế, những tiệm sửa chữa đồng hồ uy tín luôn cần được trang bị máy kiểm tra độ nhanh chậm dành riêng cho đồng hồ cơ. Ngoài ra, bộ máy đồng hồ cơ còn gặp vấn đề về nhiễm từ nếu mà anh em sử dụng đồng hồ cơ không cẩn thận. Ví dụ như là chúng ta đặt đồng hồ ở những vị trí dễ bị nhiễm từ tính như tủ lạnh hay tivi, thì về lâu dài chiếc đồng hồ của anh em sẽ chạy không còn chính xác nữa. Đồng hồ điện tử cũng sẽ gặp vấn đề giống y như vậy. Đó là lý do vì sao cửa tiệm sửa chữa đồng hồ uy tín thì cần được trang bị thêm máy khử từ để xử lý, nhằm đưa bộ máy đồng hồ trở về với tình trạng hoạt động ban đầu của nó. Đồng hồ pin lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bộ máy đồng hồ pin hoạt động nhờ vào những rung động của tinh thể thạch anh ở bên trong của bộ máy. Khi pin đồng hồ tạo một điện trường, dòng điện này sẽ khiến tinh thể thạch anh dao động. Từ đó, cục IC sẽ điều khiển tạo cho hệ thống bánh răng chuyển động theo một chu kỳ nhất định. Mà cách nhận biết dễ nhất là kim dây của đồng hồ sẽ nhích từng nấc một. Vì thế, các tiệm đồng hồ uy tín thường sẽ trang bị thêm máy kiểm tra độ nhanh chậm dành cho đồng hồ pin nhằm thẩm định độ chính xác của bộ máy đồng hồ thạch anh. Bộ máy thứ ba không thể thiếu đó chính là máy kiểm tra độ kín nước của đồng hồ. Từ cái tên thì chắc chắn là anh em cũng có thể đoán được chức năng của bộ máy này rồi đúng không nào? Để đảm bảo đồng hồ không gặp tình trạng bị vô nước thì các thợ sửa chữa chuyên nghiệp sẽ sử dụng máy kiểm tra độ kín nước và tiến hành kiểm tra trực tiếp lên chiếc đồng hồ. Việc này sẽ giúp anh em đảm bảo đồng hồ của mình sẽ không bị vô nước sau khi được mang về từ trung tâm sửa chữa. Còn đối với những chiếc đồng hồ mà gặp tình trạng vô nước thì để xác định bộ phận nào của đồng hồ bị vô nước, người thợ sẽ sử dụng máy chuyên dụng để phát hiện ra vị trí đó. Từ đó, việc xử lý sẽ đơn giản và chính xác hơn.